cây mình nhóm lửa các bạn, mình để cái chai mình lụm được cái chai rượu nữa các bạn. Chai rượu mình rót rượu ra rồi, giờ mình đổ nước cho đó các bạn, đổ nước cho đó mình nấu nước. Mình có đem theo gói mì các bạn, ở đây không có, chưa có bắt gì được ăn chứ các bạn ơi. Mình nấu gói mì nha, hồi sớm mấy người bạn kia đi để lại cho mình một cái bình nha các bạn. Hồi mình bỏ gói mì vô đây mình trụng mì các bạn, để nước nó thì nó sôi vậy, rồi mình sẽ lấy mình đi bứt ba cái cây bồng bồng mình bỏ ở đây các bạn, để mình trụng thêm mình ăn nha. Rồi nước mình đã sôi các bạn, mình thấy nó sôi các bạn ơi. Mình đổ vô mì vô đây nè, được cái này mà có mì ăn được các bạn. Sáng giờ chưa ăn gì chân, giờ đói bụng các bạn, mình nấu mì ăn nha. Rồi chút xíu mình sẽ đi bắt bơ khía các bạn, thấy mình thấy hàng bơ khía nhiều lắm các bạn. Sớm mình lụm được cái thùng ba cái can 30 lít ai cắt cái miệng các bạn. Rồi mình đi bắt bơ khía nha. Rồi mình đãi cho các bạn ăn nha. Mình ở trong cái khu vườn này, khu gần nhà chỉ có một mình thôi các bạn ơi, không có người nào người thứ hai nữa chân các bạn. Hồi trưa còn có được mấy người bạn nha, giờ này người ta đi về hết rồi. Đó. Mời các bạn miếng mì nha, mình đổ nước vô cái chai này, cái chai nó dở quá các bạn ơi, bị co lại trơn nè. Nãy cái chai đẹp quá trời, đổ nước nóng vô giờ cái bình nó tắt lại còn xíu à. Mời các bạn miếng mì nha, giữa đồng quan hiu quạnh nha các bạn. Ngon quá, đôi bụng ăn diện ngon các bạn ạ. Không có đũa, mình lấy cái này làm đũa luôn các bạn ơi. Mình mới đi lần đầu các bạn nên mình chưa có kinh nghiệm gì chứ các bạn, chẳng lẽ mình đem theo cái võng mình bắt lên mấy cây đó mình giăng mình ngủ rồi ok luôn các bạn ơi. Mà tối hôm nay chắc mình ngủ không, mình đang suy nghĩ phân vân một cái là mình ngủ ở trên cái bụi cây đó, cái nhất là mình ngủ dưới đất, mình không đang phân vân không biết ngủ ở đâu. Các bạn nào muốn biết cho mình một ý kiến nha các bạn. Cây này bằng cái lát nữa mà không có độc hại đâu.
ơi là nóng. Ở giữa gần nhà không ai, chân có mình mà mình cũng hơi ngán ngán rồi bạn, mà không sao, thì cũng sát bờ sông mà, cách bờ đây bờ sông chắc cỡ 50 mét tới bờ sông các bạn. Mời các bạn miếng mì nữa nha. Cái chai này hơi nóng rồi bạn, mình lấy cái này mà bọc ngoài nè các bạn. Chai nè, nó nguội chưa? Chưa nguội bạn ơi. Mình nên mình bọc cái này ở ngoài bạn, các bạn thông cảm nha. Chứ ở trong là ngon nha các bạn. Các bạn bỏ lại cái chai cho mình, giờ mình làm mẹ hư mẹ chai. Đổ nóng quá nóng. Mình sợ nãy mình nấu nước mình sợ nó bể cái chai đó không mà. Bay chai chữ trên nó là không bể. Ây da, nóng quá bà con ạ. Mình tính không, mình không có mua nước nhiều mà. Mình mua có một chai. Chai có nước suối mà hơi bự bự một xíu mà. Mình tính lên đây có nước mưa đầu động lại mình lấy mình múc nấu uống cũng được các bạn, nhưng mà thật ra ở đây là tầng nước mặn không các bạn ơi. Ở trên đây cũng nước mặn không, không có nước mưa, có nước mưa mà nó cũng lớn lớn lại. Nãy giờ ba cái bồn bồn mình để ở dưới nữa không, giờ nó trội lên đây nè, nó chín nha bạn, ngon các bạn. Ngon lắm rồi, bồn bồn nó mì ngon thiệt luôn. Chưa giờ mình sợ hết nước mình không dám uống nha các bạn, cũng có sớm giờ có mấy miếng. Sao mình có đi nữa, mình đi chỗ khác nữa thì mình sẽ kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Mình sẽ đem cái võng theo, chứ mình đem nước theo nhiều quá rồi. Miễn chỗ nào có nước mình lấy, mình khỏi uống nước mình đem theo các bạn, còn chỗ nào không có nước thì mình sẽ uống nước nghe bạn. Chứ mình con người mình nhịn đói được chứ nhịn khát là không được rồi, nhịn khát là chết luôn rồi. Cắn cái đầu rồi bỏ qua cái đầu dưới này, nãy giờ mình để vô chín luôn rồi. Mình ở nhà không, giờ mình ăn hết cái gói mì các bạn, mình ăn nửa gói hả, mình đi sinh tồn đợt này mà mình ăn hết gói mì rồi các bạn hiểu đó. Các bạn thương mình cho mình một lượt đăng ký, một lượt like nha các bạn ơi. Ủa ghê chưa, cái này mình có một mình nè, mình quay cái clip nó hơi dài, chắc mình chia ra hai clip nha các bạn, các bạn thông cảm nha. Mà các bạn miếng mì nha, cái ly đẹp, chà đẹp, đổ nóng vô còn bị lớn. Hết lâu rồi kìa.
Còn cuối nữa nóng. Mời các bạn miếng mì cuối nha. Dưới đây nó có gạo mà. Ở đây bìm bịp dữ lắm luôn các bạn ơi. Các bạn nào mà có đặt bìm bịp xuống đây đặt là bao yên luôn các bạn. Ở đây bìm bịp dữ lắm luôn. Còn cái này còn bồng bồng không bạn? Mời các bạn miếng bồng bồng nha. Ngon lắm các bạn ạ. Ở nhà mình ăn cái gì xong mình uống nước chịu lắm luôn à. Vô đây chút mình ăn này xong rồi mình uống ít, uống giờ hớp nó nguội luôn à. Cầm chai hơi nguội hơi nóng dữ thiệt chứ. Rồi hết các bạn ơi. Đây tối mình xôi được cái gì mình sẽ quay, mình sẽ nướng quay mời các bạn nha. Mình vét hết cái mì ra luôn các bạn ơi. Bộ ổn quá. Ở đây khó kiếm mà. Rồi hết. Chà đẹp thấy ghê luôn. Mà đổ nước vô nó xấu. Cả ngày các bạn. Đây các bạn ơi. Mình đem những con chai nước với lớn các bạn. Đủ từ trưa giờ còn nhiều nha. Còn nhiều đây mình gắn cầm cự tới sáng ngày mai các bạn. Các bạn ơi, sáng rồi, 5 giờ sáng rồi các bạn. Chào các bạn buổi sáng nha. Bếp lửa mình nó cháy từ đêm hôm tới giờ mà chưa tắt hết nè. Thôi hôm giờ này 5 giờ mình kết thúc một buổi sinh tồn trong cái rừng quang này nha các bạn ơi. Sáng mình sẽ về nhà nha các bạn. Từ đây về nhà mình cũng hơi xa lắm nha các bạn. Các bạn nào yêu quý Sơn để lại Sơn một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha các bạn ơi. Thôi chúc các bạn buổi sáng thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống nha.